Xin chào các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa, và trong bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những sao nữ thường xuyên gây bão mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hoặc thảm đỏ. Với nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh cuốn hút, chương trình nào có sự góp mặt của Nhiệt Ba là y như rằng chiếm spotlight. Có thể nói Nhiệt Ba xứng đáng là người kế thừa danh xưng nữ hoàng thảm đỏ của Phạm Băng Băng. Và nếu Nhiệt Ba là người kế thừa của Phạm Băng Băng thì giờ đây netizen lại đồn đoán thêm một mỹ nhân sẽ tiếp bước mỹ nữ Tân Cương gây bão tại các sự kiện với thần thái sang chảnh, đó chính là Châu Dã. Gần nhất, loạt hình ảnh của nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện Vogue đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng, khiến bao người phải suýt xoa bởi vẻ đẹp như tiểu thư hào môn thế gia của cô nàng. Nhân dịp này thì các blogger xứ Trung cũng đã nhanh chóng tổng hợp lại loạt hình ảnh của Châu Dã xuất hiện tại nhiều sự kiện trước đó. Vẫn là Châu Dã, vẫn là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, thần thái cực tranh xả của nữ diễn viên đã làm bao người phải choáng ngợp, không nghĩ mỹ nhân của Sơn Hà Lệnh lại xuất sắc tới vậy. Rất nhiều người đã để lại bình luận nhận xét vẻ đẹp của Châu Dã, cho rằng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là cô nàng lại thu hút giới truyền thông nhờ nhan sắc ngày càng hoàn hảo. Với gương mặt xinh xắn, vóc dáng thon gọn, khí chất sang chảnh tăng theo thời gian, Châu Dã được đánh giá là mỹ nhân có nhan trị cao trong dàn tiểu hoa 95. Mặt khác, dù chưa thể đa phong cách được như Địch Lệ Nhiệt Ba, song cái vẻ sang chảnh đài cát của cô nàng đã rất xứng đáng để trở thành người kế thừa đàn chị. Ai mà biết được sau vài năm nữa Châu Dã sẽ là một Nhiệt Ba tiếp theo, gây bão khắp các thảm đỏ sự kiện. Chuyển sang một tin tức khác. Là hai tiểu hoa 90 hàng đầu Cbiz, thế nên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị so sánh với nhau. Gần nhất thì thấy hai cô nàng này lại được netizen bàn tán khi Dương Tử bất ngờ chia sẻ hình ảnh hậu trường make up, và những khoảnh khắc này lại gợi nhớ về hình ảnh khi trước của nàng mỹ nữ Tân Cương. Theo đó, Dương Tử và phòng làm việc của Dương Tử mới đây chia sẻ hình ảnh hậu trường chuẩn bị cho buổi quay chụp quảng cáo mới. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên đang trong quá trình make up. Dương Tử lúc này chưa lên trang phục, vẫn còn đang mặc áo choàng của phòng thay đồ. Điểm quan trọng là Dương Tử còn đội thêm chiếc vương miện để chụp loạt ảnh nhí nhố đăng tải lên Weibo, và điều này khiến nhiều netizen liên tưởng tới hình ảnh trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cách thời gian khá lâu, thuở Địch Lệ Nhiệt Ba còn sang Paris và dự show thời trang của nhà thiết kế đình đám cũng từng diện áo choàng ở hậu trường make up và đeo vương miện. So ảnh với nhau thì nhìn thấy giống, nhưng nghĩ cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai cô nàng mà thôi. Hơn nữa, vương miện của Dương Tử trông có vẻ không cầu kỳ bằng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên thì với nhiều netizen thì lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng Dương Tử bắt chước Nhiệt Ba cũng chụp ảnh hậu trường make up với vương miện. Phải nói là những tấm ảnh của mỹ nữ Tân Cương khi trước từng gây bão trên mạng xã hội, dù sau nhiều năm mọi người vẫn còn ấn tượng lớn. Vì thế netizen cũng được dịp mỉa mai Dương Tử, còn nhận xét cách cầm cọ của cô có chút phèn. Vì sao Triệu Lệ Dĩnh không tham gia sự kiện của Vogue? Sự kiện của Vogue lần này cơ bản thì các nghệ sĩ của Hòa Tụng đều đi, tuy gọi là team building của Hòa Tụng nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không tham gia. Vốn dĩ thì Vogue cũng đã gửi lời mời đến Triệu Lệ Dĩnh, chỉ có điều cô ấy lấy lý do đang quay phim nên từ chối. Trước đây những sự kiện như thế này thì Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện, chủ yếu là Lý Băng Băng dẫn cô ấy theo để xây dựng nhân mạch bên thời trang, giúp cô ấy làm quen với những ông lớn mảng này. Chỉ là Triệu Lệ Dĩnh sắp rời Hòa Tụng, lần này mà đi sẽ không ổn cho lắm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang xử lý nốt những công việc còn lại có liên quan đến Hòa Tụng. Triệu Lệ Dĩnh cũng có liên lạc với những công ty quản lý khác. Nếu không tìm được bến đỗ thích hợp thì đến lúc đó cô ấy sẽ tự lập môn. Người trong giới kiến nghị Triệu Lệ Dĩnh nên lập công ty và nâng đỡ người mới, nhưng cô ấy không thích đi xã giao cho lắm. Cô ấy cảm thấy việc thành lập công ty như vậy thì bản thân sẽ phải tham gia nhiều bữa tiệc rồi đổi tài nguyên cho người mới, quá là phiền phức. Ngày trước thì ảnh chụp quảng cáo cho Armani của Dương Tử bị nói là quê mùa. Đáng chú ý hơn thì fan của Dương Tử còn đọc nhầm tên thương hiệu thành Amina, rồi anti-fan cũng nhảy vào tạo nên một cuộc chiến đi vào lòng đất tại trang Weibo chính thức của Armani. Và thế là Armani được khuyên là đừng ký hợp đồng với Dương Tử. Nói thật thì Dương Tử đã tiếp xúc với Armani suốt một thời gian dài, bên thương hiệu cũng đang xem xét cô ấy. Nhưng giờ mọi chuyện thành ra như vậy, Armani hẳn là sẽ chú ý đến động thái ở trên mạng và biết rất nhiều cư dân mạng đang phản đối thương hiệu hợp tác với Dương Tử. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét của thương hiệu. Chúng mình là Top Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.